tận dụng giá đựng tài liệu bỏ không. Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tạo tủ sách miễn phí cho bệnh nhân. Các loại sách chủ yếu liên quan đến việc giáo dục sức khỏe cho trẻ em như cách phòng tránh bệnh tay chân miệng, phòng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tại lối ra vào bệnh viện cũng trang bị các kênh truyền thông gián tiếp như TV, bản hướng dẫn tại các khoa phòng, pano, áp phích, linh hoạt với nhiều hình thức. Các mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe mới này có hiệu ứng cao tại bệnh viện. Tại thì Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ chúng tôi cũng có thành lập ra đội truyền thông tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này. Hàng ngày thì thành lập những tổ truyền thông để tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân tại khu vực phòng khám. Ngoài truyền thông gián tiếp, thông qua những lúc khám, chữa bệnh, chăm sóc bệnh, các y bác sĩ của bệnh viện còn tư vấn trực tiếp về sức khỏe, về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội. Chúng tôi thành lập các tổ đội trong bệnh viện để thực hiện công tác chuyên môn. Bên cạnh trong đó là có cái tổ truyền thông giáo dục sức khỏe, cũng như là tổ công tác xã hội. Tôi thường xuyên tiếp cận với bệnh nhân, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân về tất cả các lĩnh vực, trong đặc biệt lưu ý là công tác phòng chống dịch bệnh. Hoạt động truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe như cách mà Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đang thực hiện đã hỗ trợ để các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn. Bởi khi người dân dần thay đổi được nhận thức và hành vi trong bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cũng là đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe ở cộng đồng.